Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoa Tiếng Đốn. Hôm nay Chủ nhật 29 tháng 9 năm 2013. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem phóng sự đêm thắp nến hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên địa phận Vinh được tổ chức vào 8 giờ tối thứ Bảy 28 tháng 9 năm 2013 tại tịnh đình nhà thờ giáo xứ Mẹ Việt Nam thuộc tiểu bang Silver Spring, Maryland. Kể đến là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính trong tuần. Và sau cùng, xin kính mời quý vị đón xem những chương trình giúp đỡ người dân trong các buôn làng sâu xa, vùng Lâm Đồng, Gia Lai và Buôn Mê Thuộc với linh mục Trần Công Vàng, người sáng lập Hội Việt Tộc Foundation qua chương trình Chào Washington DC với Thanh Trúc. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem đêm thắp nến hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên địa phận Vinh tại nhà thờ giáo xứ Mẹ Việt Nam thuộc thành phố Silver Spring, Maryland. Vào chiều tối thứ Bảy 28 tháng 9 năm 2013 tại tịnh đình nhà thờ giáo xứ Mẹ Việt Nam thuộc thành phố Silver Spring, Maryland, linh mục chánh xứ cùng các tín hữu Công giáo đã thắp nến trước tượng đài Đức Mẹ để cầu nguyện cho các giáo dân ở giáo xứ Mỹ Yên, địa phận Vinh, tỉnh Nghệ An. Giáo xứ Mẹ Việt Nam đặc biệt có một cuộc cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam nói chung và đặc biệt cho Mỹ Yên, nơi đang xảy ra sự tàn bạo khốc liệt đối với những con chiên trong họ đạo. Nghĩ đến Giáo hội Mẹ Việt Nam, chúng tôi những người Công giáo ở ngoại quốc này, chúng tôi rất đau lòng nghĩ đến những việc xảy ra cho nơi quê mẹ và đặc biệt cho Giáo hội Mẹ Việt Nam. Ngày hôm nay chúng tôi có cuộc thắp nến cầu nguyện đặc biệt cho Giáo xứ Mỹ Yên địa phận Vinh ở Việt Nam. Chúng tôi thiết nghĩ rằng cuộc tập họp của chúng tôi hôm nay không phải là một cuộc đòi hỏi chính trị, nhưng chúng tôi có thể nói như là một cuộc tập họp trước Thiên Chúa, trước Mẹ Maria, để xin các ngài, yêu cầu các ngài giúp đỡ cho tình hình Việt Nam sáng sủa hơn, bởi vì Giáo hội Việt Nam quá đau khổ đã quá lâu rồi, và đến tận cùng những cái sự khổ sở của Giáo hội Mẹ Việt Nam. Chúng tôi thiết nghĩ rằng giống như con thuyền vượt biển của những người bỏ nước ra đi, chúng tôi đã bị hải tặc nhảy lên tàu, và hiện nay con thuyền Việt Nam, sự mẹ tổ quốc Mẹ Việt Nam đã bị một bọn cướp hải tặc nhảy lên trên tàu và đang tàn khốc giết hại những người trên tàu, những con dân của nước Việt Nam, đặc biệt là những người giáo dân của Giáo hội Mẹ Việt Nam. Chúng tôi đau lòng, chúng tôi xin cầu nguyện Mẹ Maria, xin Chúa và Mẹ hãy thương giúp đỡ cho Giáo xứ Mẹ Việt Nam. Hôm nay chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi sẽ cầu nguyện mãi cho đến ngày nào đất nước và Giáo hội Mẹ Việt Nam chúng ta thoát khỏi nạn cộng sản, để tất cả chúng ta cùng hợp nhất trong cũng như ngoài nước dâng lên lời cảm ơn Mẹ Maria và Thiên Chúa đã giúp đỡ cho nước Việt Nam. Con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như ý cầu bình an của Chúa.
chúng tôi chẳng biết gì hơn là dâng những lời cầu nguyện của chúng tôi lên Thiên Chúa và Đức Mẹ, nhất là Đức Mẹ Việt Nam, che chở và sớm đưa trước tiên là những anh chị em đang bị cầm tù, được nhà cầm quyền cho về nhà với gia đình của họ, rồi công lý và hòa bình đến với họ, nhất là giáo xứ giáo dân ở giáo xứ Mỹ Yên và giáo phận Vinh nói chung. Chúng tôi xin mọi người cũng hợp ý với chúng tôi, với bao nhiêu người ở trong giáo phận Vinh nữa, và bao nhiêu người Việt Nam ở trên thế giới này nữa, cầu nguyện cho sự bình an của những người kém may mắn này, chỉ vì yêu công lý và hòa bình đã bị bắt bớ và đàn áp như vậy. Cảm ơn tất cả.